à, tại mày hết á. Cái nhà quan này á, tôi nghe nói á là ổng hồi đó ổng cất cho bồ nhí ổng ở. Nói bà lá bà xà bây giờ gây ra họa rồi đó. Căn nhà hoang này không có ma, nhưng mà em thấy có cảm giác là căn nhà hoang này có rất nhiều ma nha mọi người. Hình là của đại ca, tiếng của ông Tàu, còn em không có liên quan. Vậy thôi em đi trước nha, mọi người lại vui vẻ. Mày đứng lại. Tao cho tụi mày nội trong 3 ngày, phải lo cái chuyện đó cho tao. Không. Hả? Uống tôi cái đi. Tại bữa nay bà thẳng quá vậy. Phải thẳng thôi. Bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Chỉ có ông giúp được tôi thôi. Tôi có cách này nè. Cái gì vậy? Bây giờ bà vô bà soạn đồ đi. Tôi sẽ dẫn bà đi khỏi xứ này. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là cao già sa ba là cũng hết mừng phiền đúng không? Đợi tôi xíu nghe. Tôi vô tôi dọn đồ đi. Đợi xíu nghe. Tôi đợi bà. Dạ chú, con gửi cho chú nè. Chú bình thường á, con làm có 150 rồi, bữa nay cho chú 200. Chú giữ giữ cho con. Ông làm gì tôi, ông tính làm gì tôi hả? Ông ngon đụng tôi coi. Nè, tôi đụng nè. Nè, ông gan hả? Ông đụng tôi rồi tôi không dám đụng ông à. Nè, tôi không dám đụng ông.